Chào mừng các bạn trở lại video tiếp theo nhá. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Tôi đang có mặt tại một công trình xây dựng một ngôi nhà thờ họ. Ở đây hôm nay là một chiếc máy xúc mini đang san cát ra từ những chiếc xe công nông ba bánh đổ vào đây. Vâng, hôm qua phải đi làm. Hôm qua ra đường to thì toàn công an. Kéo vậy xe nào. Công nông này thường hay chở rác nên là có gắn hẳn dòng chữ toàn vệ sinh môi trường. Bác sĩ công nông rất đẹp trai. Các xe biểu diễn. Ngày được bao nhiêu chuyến rồi anh? Vâng. Tôi xin kết thúc video đây nhá. Chào các bạn hãy ấn chuông ủng hộ kênh nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở ngày hôm sau. Ngày hôm sau tôi sẽ đến đây quay cho các bạn những cảnh đẹp mắt hơn nhá.